Chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Ngày hôm nay mình có mặt tại công ty và một cái sản phẩm trước mặt mình đây, đó là một chiếc máy kích từ 15 cho đến 30 tấn chuyên sử dụng cho các anh em mà mình làm gara ô tô. Và cái sản phẩm này thì trên thị trường có rất là nhiều của các cái thương hiệu khác nhau, nhưng kể với cái thương hiệu ngày hôm nay, sản phẩm ngày hôm nay ở đây thì mình đến từ thương hiệu Mazda, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật Bản. Và đây là một cái sản phẩm chính hãng đến từ Nhật Bản. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì ngay cái phần chân đế cũng có dập luôn, có dập nổi dòng chữ Made in Japan. Sẽ có một cái tem phụ ở đây thì cũng là chữ bằng tiếng Nhật này. Có nói về một vài lưu ý cũng như là cái trọng tải có thể kích của cái máy kích thủy lực này. Đầu tiên thì sẽ giới thiệu với mọi người về các cái chi tiết của máy. Có một cái phần chân đế ở đây khá là nặng và chắc chắn. Cái cạnh đấy thì là để mà kích được thì chúng ta sẽ phải có sử dụng cái bơm. Đây là cái bơm thủy lực. Chúng ta bơm, đây là tay bơm. Với cái phần tay bơm này thì mọi người sẽ có thêm hai đoạn dài như thế này để mọi người có thể là nối dài để chúng ta có thể bơm ở các cái vị trí khác nhau. Đây là cái bộ phận thân kích thủy lực. Ở bên phía trong thì sẽ có cái piston, cái xi lanh, cái piston. Khi mà mình kích thì nó sẽ đẩy lên giúp cái mặt kê này sẽ lưng lên. Với cái mặt kê này thì là cái tải trọng mà nó có thể kích được là 30 tấn. Và cái mặt ở bên dưới này đây thì mọi người có thể kích được lên tới 15 tấn. Khi mà chúng ta di chuyển thì mọi người ngoài cái vị trí tay cầm ở đây ra thì mọi người có thể di chuyển bằng hai bên như thế này. Hoặc là một hai anh em mình có thể nâng cái này lên, di chuyển cái kích này. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái van hồi. Khi mà mọi người bơm thì mọi người sẽ khóa cái van này lại bằng cách là xoay theo chiều kim đồng hồ. Mọi người sẽ tháo cái tay này đó. Đây, mọi người thấy cái vị trí đầu này. Chúng ta để vào đây cho khớp. Chúng ta sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ là chúng ta sẽ khóa. Khi mà chúng ta muốn hạ kích xuống là chúng ta sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ. Thế khi bơm thì mọi người chỉ cần bơm ngay thôi. Dành cho những anh em mà mình làm gara ô tô sửa chữa để nâng hạ các cái phần máy, các cái phần gập xe để chúng ta có thể sửa chữa hoặc là chúng ta bảo trì bảo dưỡng cho khách hàng. Thì với cái sản phẩm này thì để mà mua hàng thì quý vị và các bạn mình có thể liên hệ trực tiếp tới Vinmark theo số hotline 024-38-38-346 hoặc có thể truy cập vào website manbookviet.vn. Tại website nhà mình thì ngoài cái dòng mà kích thủy lực 15 đến 30 tấn ra thì còn rất là nhiều cái dòng với cái trọng tải khác nhau để cho quý khách hàng lựa chọn. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Chào tạm biệt.